Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ gửi tới quý vị một căn nhà tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà này thì hướng nhà là hướng Đông Nam, với mặt tiền của ngôi nhà 4m9, mặt hậu 4m99. Căn nhà này theo hiện trạng là có thể dọn đồ về và ở ngay. Thì với cái ngõ trước nhà là 2m cách với lại trục đường ô tô, nó khoảng tầm 100m, đỗ xe ô tô ngày đêm. Và với cái đây, cách 10m là ra với trục đường ngõ thông mọi người ạ. Với cái vị trí ngôi nhà này nó rất là gần với trường Đại học Đại Nam, gần với lại phố Xốm, gần với lại đường quốc lộ 21. Nó gần với lại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, trường Trung cấp Y. Và với vị trí căn nhà này thì nó đi ra tới ngã ba Ba La, nó chỉ khoảng tầm 1km thôi. Giao thông đi lại thuận tiện, gần với Ủy ban Nhân dân phường Phú Lãm, sân bóng Phú Lãm mọi người ơi. Với giá chào bán của căn nhà này 2.420.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Phần mặt tiền của ngôi nhà 4m9 cho nên cái ngôi nhà này rất là rộng mọi người ạ. Cái phần mặt tiền ấy, diện tích thì là 30m, thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Toàn bộ phần mặt tiền của ngôi nhà đều đã được ốp đá granite. Và phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế 2 lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong nó là cửa gỗ kính. Với cái phần hoàn thiện của ngôi nhà, điện, nước, rồi là thiết bị vệ sinh cơ bản đều đã được hoàn thiện xong hết. Chỉn chu, chỉ việc kéo vali về và ở ngay. Ngôi nhà vuông vắn. Ngoài cái phần cửa chính của ngôi nhà thì ở đây chủ đầu tư có thiết kế cho mình một cái lớp cửa sổ nữa. Đó, rất là thoáng, hướng nhà Đông Nam cũng rất là mát mọi người ạ. Vị trí đi lại giao thông thuận tiện. Từ vị trí căn nhà này đi ra tới cầu Trắng Hà Đông thì nó chỉ khoảng tầm 4km thôi. Giao thông đi lại thì như quý vị nhìn thực tế đấy, xung quanh đầy đủ trường đại học cao đẳng, gần với lại trường mầm non cấp 1, cấp 2. Nói chung là tiện ích xung quanh thì đầy đủ và ngập tràn. Giá bán 2.420.000.000 thì theo cái hiện trạng bây giờ, quý vị có thể chi trả trước dung khoảng tầm 1 tỷ cho tới 1.2 tỷ tiền mặt. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 25 năm và tối thiểu là 3 năm. Với cái tầng 1 của ngôi nhà thiết kế là phòng bếp và phần phòng khách ở đây. Cái phần hoàn thiện thì toàn bộ là thiết kế hệ thống trần thạch cao ở phía dưới tầng 1, đèn led âm trần chiếu sáng. Phần phòng khách này thì có một cái móc chờ quạt trần. Cái phần hoàn thiện về cái gạch lát nền thì kích thước gạch 60-60 vân đá. Phần tông sơn chủ đạo của ngôi nhà này là màu trắng. Quan trọng như Ngọc Ánh chia sẻ trong tất cả các video là Ngọc Ánh bán những cái căn nhà toàn bộ là pháp lý chuẩn chỉnh, sổ đỏ đầy đủ, sổ đỏ có thể bán giao nhà được ngay. Và với cái đầy đủ cái giấy phép xây dựng để có thể hỗ trợ quý vị vay vốn ngân hàng. Đó, vay lên tới được cái tài sản này nó có thể vay tới tối đa 80% giá trị nhà mọi người ạ. Với cái phần phòng khách thì ở đây, đây ạ, có một cái tủ kệ gỗ chủ đầu tư thiết kế để trang trí cũng như ở cái phần phòng khách mọi người ạ. Mọi người xem video của Ngọc Ánh có thấy cái căn này ở tầng 1 nó có cái gì khác biệt so với những cái video khác không ạ? Đó chính là tầng 1 này không có phòng vệ sinh mọi người nha. Đấy, quý vị có thể nhìn giúp Ngọc Ánh, tầng 1 này không có phòng vệ sinh. Và nhà thì có như thế nào, Ngọc Ánh sẽ review đúng như thế. Đường, hướng, ngõ, giá, hướng nhà này thì Ngọc Ánh xin nhắc lại là hướng Đông Nam. Đôi khi ấy thì là có một bạn edit video, bạn ấy có ghi nhầm ở phía cái phần miêu tả mà Ngọc Ánh nói hướng Đông Nam nhưng mà nhầm sang hướng Tây Bắc, thì mọi người cứ alo cho em để có thể biết thêm thông tin cụ thể hơn nha. Đây là cái phần phòng bếp của ngôi nhà. Phòng bếp đây, toàn bộ là thiết kế cái tủ bếp hoàn thiện lên xong hết rồi, với cái hai tông màu chủ đạo, màu trắng và cái màu nâu. Đó, nâu gỗ mày ạ, màu gỗ nhạt. Nhìn nó rất là trẻ trung đúng không ạ? Cái không gian bếp này chữ L nhỏ nhắn xinh xắn. Mặt bếp thì là ốp đá granite và xung quanh bếp thì ốp toàn bộ là ốp cái kính ốp bếp. Với cái phần hoàn thiện tiếp theo của cái tủ bếp thì là cái chất liệu đây. Nước đây mọi người ạ. Đó. Và phụ kiện bếp đi kèm thì là chất liệu inox 304, chậu rửa này, vòi rửa này, kệ úp bát này, giá úp bát đây, rất là chắc chắn. Đó. Theo đúng cái hiện trạng của ngôi nhà vừa mới dọn vệ sinh xong mọi người ạ, thì quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Rồi, đây là cái phần đặt bếp này. Đây là cái để hút mùi đây này mọi người này. Đó. Cái ống chờ hút mùi đây rồi. Đây, bếp đây. Mọi người có thể dùng bếp ga, có thể dùng bếp từ tùy theo cái công năng sử dụng. Toàn bộ cái hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Đây, và mặt bậc của bậc cầu thang thì là ốp đá. Mời người theo em lên trên phía tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà xem ngôi nhà này thuộc phường Phú Lãm thiết kế ra làm sao. Với cái thiết kế của tầng 2 mọi người ạ, thì là thiết kế một phòng ngủ rộng và một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Thì đây là cái căn phòng ngủ. Đây, rất là vuông vắn.
Với cái mặt tiền của nó rộng mọi người ơi. Thì mặt tiền rộng mà 30m thì chắc chắn là cái chiều, cái bề sâu bên trong ấy thì nó phải ngắn. Cho nên là được cái mặt tiền rộng thì nó vẫn cứ nhiều khách vẫn ưu ái chọn mặt tiền rộng bởi vì nó thoáng ạ. Với cái phần phòng ngủ thì được thiết kế đây, cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa đều được lắp đặt rồi. Cửa sổ thiết kế hai lớp. Bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Và phần gạch lát nền ở trên phía tầng 2 là gạch kích thước 60-60 vân gỗ. Với cái hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng đầy đủ, phòng ngủ này thì rất là vuông vắn. Quý vị rất là dễ dàng kê đồ nội thất, giường, tủ ở bên trong này. Cái cửa thông phòng thì thiết kế là cửa gỗ. Với vị trí căn nhà này, Ngọc Ánh xin chia sẻ thêm một chút. Nó rất là gần với trường Đại học Đại Nam. Nó cách trường Đại học Đại Nam nó chỉ khoảng tầm 800m thôi mọi người ạ. Đó, đi lại vô cùng thuận tiện. Nếu quý vị nào ngày xưa mà biết cái đường ngã ba Ba La, gọi là cả đường Bông Đỏ ấy, Ba La Bông Đỏ, thì cái căn nhà này nó rất là gần ở đấy. Tiếp theo, phòng vệ sinh ở phía tầng 2. Đây, phòng vệ sinh rất là rộng mọi người ạ. Đầy đủ cho quý vị hệ thống sen cây này, bồn cầu này, lavabo bàn đá này, dây chờ bình nóng lạnh. Với cái căn phòng vệ sinh này thì được ốp toàn bộ gạch từ kích thước 30-60 lên trên tới 2/3 của cái trần này rồi. Cho nên là về nó rất là sạch sẽ. Và cái màu gạch đấy mọi người có thể nhìn thực tế đấy. Đây là ốp gạch nha mọi người, gạch 30-60. Đây, lavabo bàn đá. Ở đây thì cái hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt đầy đủ rồi. Nước sạch thì sử dụng là nước sạch Sông Đà và điện lực Hà Nội. Tiếp theo, cửa nhà vệ sinh đây. Thiết kế toàn bộ là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3-4 của ngôi nhà nhé. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế cũng tương tự như tầng 2 mọi người ạ. Đây, thiết kế cũng giống hệt như tầng 2. Đó, phòng ngủ rộng. Gạch kích thước là vân gỗ 60-60. Rất là rộng luôn, mặt tiền được rộng thì ưu ái là cái kê đồ đạc các thứ ở đây. Căn nhà này vuông vắn, không lỗi bất kỳ một cái phong thủy nào mọi người nha. Nhà vệ sinh ở phía tầng 3. Đây, đây là nhà vệ sinh ở phía tầng 3 của ngôi nhà. Với cái phòng vệ sinh ở phía tầng 3 này thì nó chỉ khác một chút ở cái hệ thống sen cây tắm nóng lạnh ở phía tầng 2. Thì tầng 3 sử dụng là hệ thống sen tắm thường thôi mọi người nha. Còn lại công năng đáp ứng như là tầng 2. Đó, để cho quý vị sử dụng. Quan trọng nó là vị trí. Quý vị nào mà đang có cái nhu cầu tìm nhà ở gần với trường Đại học Đại Nam, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, trường Trung cấp Y Dược ở ngay ở đầu Ba La, thì mọi người có thể cân đối cái căn nhà này bởi vì nó hoàn thiện xong hết rồi, dọn đồ rồi, sổ đỏ đầy đủ, có thể bàn giao nhà và về ở ngay. Mời người theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Với tầng 4 của ngôi nhà thiết kế như sau. Ở đây có một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang. Cá nhân Ánh vừa chia sẻ ở phía dưới tầng 1 rồi, toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang ở đây mọi người có thể nhìn thực tế. Thiết kế toàn bộ là gỗ lim và mặt bậc của bậc cầu thang lên tới đây. Đó. Tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế ra sao ạ? Với cái tầng 4 của ngôi nhà thiết kế gồm một cái phòng thờ. Đây là khu vực để máy giặt mọi người nha. Đây là ổ cắm này, à, vòi nước này, và đây ống thoát nước đây. Đây là cái khu vực sân phơi. Đây, khu vực sân phơi của cái căn nhà này. Đó, hoàn thiện xong hết rồi, sổ đỏ rồi, bàn giao nhà ngay. Và phần còn lại đó chính là phần cái phòng thờ của ngôi nhà. Với cái phòng này thì quý vị, như một số quý vị khách hàng thường xuyên của em ấy, thì mua nhà ấy, thì có thể quý vị có thể áp dụng phòng này phòng thờ, hoặc mọi người có thể đến ban thờ ở dưới thì phòng này quý vị vẫn có thể tận dụng làm phòng ngủ, hoặc là tùy cái công năng sử dụng của mỗi hộ gia đình. Như vậy Hoàng Anh đã review cụ thể chi tiết với cái ngôi nhà này, diện tích 30m, xây là 4 tầng, sổ đỏ chính chủ bàn giao về ở luôn, có hỗ trợ về vốn ngân hàng, giá bán 2.420.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể thì vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại phía trên màn hình 0983 013 403, hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú, quý vị cũng như là anh chị đang theo dõi kênh.